mọi người đến chỗ đấy chữa là đều thành công về. Thế nhưng cái con đến là cứ càng ngày càng bị đi chứ không có khỏi. Con rất là khó chịu người, cảm thấy ngứa ngay đến lúc con gãi bong chóc những cái vảy ra nhiều như là dị máu ấy. Chẳng nhẽ con lại đến mức độ chỗ nào phải cạo đầu thế này chứ. Chán bảo mẹ con bảo là thôi mẹ không phải chữa con cứ kệ con, lúc nào nó đến đâu thì nó đến, con chán lắm rồi. Gia đình nhà con vay rất chi là nhiều tiền chữa cho cháu nhưng không khỏi. Chồng con cảm giác anh ấy không tin vào đâu được nữa rồi. Ôi, nhà con đã chán quá rồi. Bây giờ con đành phải nhờ trời là giúp đỡ con. Lúc ấy các con hết phương cứu chữa trần gian rồi, bây giờ còn cái phương của Phật thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư phụ cùng chư tăng và toàn thể đại chúng. Con là đạo tràng trưởng đạo tràng Minh Phủ Phú Bình. Tên con là Trần Thị Thu. Hôm nay chúng con được về chùa lễ Phật, và trong đạo tràng con có đạo hữu Dương Thị Dung. Dung đâu? Dung đây hả? Nhờ tu học Phật pháp mà được chuyển nghiệp cho bệnh cho con trai là Nguyễn Văn Triệu về bệnh vảy nến, đã bị lâu năm không khỏi. Giờ này con xin phép thỉnh sư phụ cho con được đạo hữu Dương Thị Dung kể lại câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình nhà đạo hữu. Trước hết cho sư phụ hỏi một chút, thế là Triệu thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 20 tuổi ạ. 20, trẻ quá hả? Cô Dung kể lại câu chuyện cho sư phụ cho chư tăng nghe thế nào. Tu tập thế nào mà? Con là Dương Thị Dung ở Ngọc Thành, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con xin phép con kể một câu chuyện về gia đình nhà con ạ. Là con trai con là Nguyễn Văn Triệu. Cháu bị vảy nến lúc cháu là năm nay là 14 tuổi. Vâng, thế thì gia đình nhà con thì cũng cứ mải mê đi làm, không để ý đến cháu, lúc đấy là cháu mới bị. Đến khi cái cháu út nó bảo mẹ ơi, anh bị một vết ở nách, xong bắt đầu thì con mới xem thì con thấy cháu nó như thế thì con cứ nghĩ là cháu là hắc lào thôi. Thì con cũng ra vườn con ngắt một quả chuối xanh ấy, thì về con bôi cho cháu thấy nó xeo lại. Xong thì được đúng một thời gian sau nữa thì cháu nó lại ăn lên một ít là chán. Con thưa sư phụ ạ. Thế rồi thì con cũng đưa cháu nó đi lấy thuốc thì bôi thì thấy cháu nó cũng lại xeo lại. Không đến gia đình là cái vết lết của nó xe lại ở bên trán này đấy ạ. Nó xe lại. Vâng, nó xe lại. Thế thì con nghĩ là bệnh như thế chắc là nó khỏi. Thế thì xong gia đình nhà con thì vợ chồng con đi làm thì một thời gian sau nữa thì thấy cháu nó ăn lên ít má này. Thế thì con cũng đưa cháu đi khám thì mọi người lại bảo cháu chỉ là kiểu là ngoài da. Nó giống như vết hắc lào ấy hả? Không ạ, lúc đấy nó chỉ vết nó kiểu nó cứ ăn nó vàng đỏ đỏ thôi. Nó đỏ ửng lên hả? Giống vâng. Như dị ứng ấy hả? Như là dị ứng đấy ạ. Vâng, thế thì xong thì mọi người bảo là cháu nó chỉ bệnh ngoài da. Vâng, thế thì con gia đình nhà con cũng đưa cháu đi khám thì người ta bảo thế, xong rồi lấy thuốc bôi thì thấy cháu nó lại dịu lại. Vâng ạ. Thế thì lúc nữa thì nó ăn hết lên cái khoảng lưng ấy. Vâng, thế thì vợ chồng con mới đưa về bệnh viện Gia Liễu ở Bắc Ninh. Kiểm tra thì các thầy thuốc bảo là cháu nó bị vảy nến và ăn vào trong máu rồi ạ. Ăn vào máu rồi. Vâng, thế thì gia đình nhà con bây giờ mới nghe bác sĩ nói là bệnh này thì chỉ có về ở những nơi mà người ta kiểu là dân tộc ấy thì người ta chữa thì cháu nó mới khỏi. Thì vợ chồng con cũng đưa cháu về Quảng Ninh ấy, Đông Triều Quảng Ninh để chữa. Thì trong khi đó đến thì thầy cũng bảo là phải nếu mà đồng ý ở đây chữa 10 ngày thì vừa để cháu xông và bôi thuốc và uống thuốc, tắm. Thì nhà con cũng để cho cháu ở đấy 10 ngày, cháu cũng gọt hết đầu chọc đi để bôi thuốc. Vâng. Đúng là nó mọc hết ở trên đầu luôn hả? Mọc hết đầu, chả còn chỗ nào nữa. Thế xong bắt đầu thì thấy cháu nó cũng siêu lại thì chữa khoảng mất độ 5-60 triệu. Thì thấy cháu nó cũng đỡ đi thì gia đình cũng mới mừng. Thì cứ nghĩ là thôi thế là cũng gặp thầy gặp thuốc thì cháu nó khỏi rồi. Thế xong về được một thời gian cháu nó lại ăn loàng ra như cũ. Nó lại lở ra như cũ. Vâng. Thế lại nghe người ta nói là ở chỗ bến đò Đông Xuyên thì lại có người chữa rất chi là giỏi.
người ta cứ đem giã cái lá xanh ấy, lá xanh mà xong rồi người ta cho muối trắng ấy, ta trộn lẫn với lá xong rồi ta đắp, người ta cứ xoát vào người này. Lá cây xanh ấy hả? Vâng. Xong con nó mới sót quá, nó kiểu nó sót quá thì nó không ngồi im cho người ta bôi, nên người ta cứ cạo chọc lóc hết đầu này. Thế xong bắt đầu con mới bảo là con ngồi im để cho thầy thuốc người ta bôi, sao con cứ cựa thế, nó bảo là đâu, mẹ cứ cảm nhận như cái con cá ấy. Lúc mà nó vẫn đang sống mà mọi người cho muối và sóc nó lên thì nó như thế nào. Đúng rồi. Thế xong rồi mẹ thì nước mắt thì chảy nhưng mà sợ con nó biết, thì cố nhốt vào trong thì bảo thôi con cố gắng đi để cho nó khỏi bệnh. Bố mẹ cũng xót lắm nhưng biết làm như nào. Thì thấy được thời gian thì cháu nó lại cũng lại thấy đỡ. Thế xong rồi thì nhà con cũng lại thôi, thì để thời gian thì lại thấy nó ăn lại như cũ. Không, con xưa thư phụ là xong bắt đầu lại nghe người ta giới thiệu là ở trên dân tộc mà chữa về thuốc nam lại cũng tốt lắm. Thế gia đình nhà con bây giờ mới đang làm nhà đấy. Vâng, thì thôi thì đành bảo thôi bỏ hết nhà cửa lại để chữa cho con. Vâng, thì có gia đình... bệnh thì vái tư phương mà. Vâng ạ. Thế xong rồi con bắt đầu lại mang lên đấy chữa. Thì người ta bảo bệnh tật như này người ta cũng lại bảo xong cũng như thế. Y thế. Vâng, cũng uống thuốc vào thì cũng hết 70-80 triệu đấy. Cũng được thời gian cũng lại ăn lại như cũ này. Lại là như cũ. Vâng. Thế xong con lại về đến nhà rồi thì lúc đấy con... Thế là lúc ấy nó vẫn là toàn đầu này, rồi thân này. Vâng. Thế xong bắt đầu con bảo thôi thế thì... Thế thì đau lắm nhỉ con nhỉ? Lúc nó rát lắm nhỉ? Vâng, con ngứa, con rát lắm người. Rát, ngứa. Vâng, con gãi còn chảy máu. Người ta kể chuyện là trên Thái Nguyên có cái bệnh chữa bên phong hủi đấy. Thì cứ mang con lên đấy xem là nó như thế nào. Biết đâu gặp thầy gặp thuốc lại khỏi. Gia đình nhà con mới mang con lên đấy chữa thì nó lại dị ứng với thuốc Tây. Vào bệnh viện Phong. Vâng. Thế là dị ứng với thuốc Tây thì xong bắt đầu gia đình nhà con mới lấy cho cháu thuốc thì một thời gian thì thấy nó còn nó lết hết người. Nó lại lở thêm ra. Vâng, nhỏ nhiều hơn như thế. Khi dùng thuốc cả Tây cả người và cả chân tay không còn cái chỗ nào để nhìn thấy cháu là để nó nhẫn nhụi nữa. Tức là nó không hợp với thuốc Tây rồi. Vâng. Nó phá ra. Vâng, thế xong bắt đầu là con mới... Thế thì gần như lúc ấy con không mặc được quần áo rồi. Con có mặc quần áo nhưng mà nó dính quần áo mỏng thôi. Thật mỏng. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đây là cái nó còn chốc rồi đấy ạ, con xưa sư phụ ạ. Sợ quá nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, kinh quá. Ôi giời ơi. À, người cháu đấy ạ. Trời đất ơi. Con xưa sư phụ là gia đình nhà con vay rất chi là nhiều tiền. Và vay tổng cộng là 300 triệu chữa cho cháu nhưng không khỏi. Không, đến lúc chúng con bảo thôi bây giờ thì con lại thấy con nó cứ bất lực, nó cứ nằm ở trong nhà không dậy. Con bảo con cố gắng dậy đi, ra sân ra cửa đi cho nó thoáng. Không, con cứ nằm thế thì bố mẹ đi làm sao được. Thế bảo là bố mẹ cũng hết nhiều tiền rồi mà con chẳng thương bố mẹ. Nó có trêu mẹ, nó bảo con đã lấy hết cái móng nhà của mẹ đâu. Thế thì con nói câu là móng nhà của mẹ mà con đào nốt thì nhà mình ở đâu được. Gặm cầu bây giờ người ta cũng cấm rồi. Thế lại trêu con thế, nhưng mà nói nhưng mà lại khóc ngoảnh đi chứ chẳng nhắm nhìn con. Bởi vì nó cứ như thế kia thì con xưa sư phụ là ai nhắm nhìn con, mà lúc đấy thì nếu mà mẹ mà bất lực nữa thì con biết bấu bám vào đâu được. Đến lúc bố chán quá thì bố bảo bà ấy, bà tôi nói thật với bà là tôi chẳng tin ai thầy thuốc đâu mà bà đi chữa nữa. Con mình biết có khỏi không mà bà chữa. Bây giờ thôi thì đành cách mặc trời thôi. Thế con bảo mặc trời, bây giờ nhà mình cũng vay 100 triệu trong vòng có mấy tháng hết. Thì bây giờ bà nghĩ như thế nào? Lúc đấy nhà con đã chán quá rồi. Bây giờ con đành phải nhờ trời là giúp đỡ con. Thế xong bắt đầu con mới bất lực hết rồi. Ông bố mẹ mới bất lực rồi, không còn cái gì để nói nữa thì thôi con mới... về con mới bắt đầu tối hôm đấy con mới bảo thôi thì con... Bây giờ con không còn cái cách gì nữa thì con mới lấy một nắm hương to ấy. Lấy nắm hương to thì con mới châm hương sau con quỳ giữa sân ấy. Con bảo con xin sám hối trời Phật, nếu mà trời Phật trên cao mà nhìn thấy con mà thương gia đình nhà con nữa ấy. Thì cho con để con cứu con. Chứ như thế này thì con cuối cùng không chắc đã khỏi mà con lại có khi là con đánh mất con mà con mất. Đến lúc đấy thì bây giờ con mới không làm như nào được. Con mới quỳ thì đêm hôm đấy con quỳ. Hôm đêm sau có một người nói vào tai con là
con phải đưa con đi thỉnh oan gia trái chủ. Thế thì con thấy luôn à? Thì con lúc đấy con không biết là như thế nào, con mới nghĩ là chắc là giấc mơ thôi. Ừ. Con thế chưa biết gì về oan gia trái chủ. Con chưa biết là oan gia trái chủ như nào, thì ngay sáng hôm sau con mới đi mua đồ sớm. Thì có một Phật tử, nhưng mà người ta chỉ về chùa, người ta chưa theo đạo tràng. Ừ, Phật tử của chùa Vàng ấy hả? Vâng, người ta theo đấy rồi nhưng người ta chưa theo tràng. Về bên đạo tràng đấy ạ. Thế thì người ta có nói là bà ơi, bà đưa chú đi về chùa Ba Vàng để gặp được sư phụ Trúc Thái Minh để xin phép là tu tập, để được chuyển nghiệp. Vâng, thế thì con bảo, ô thế vừa hôm qua có người nói như thế, chẳng lẽ hôm nay lại thật sao? À, hôm đấy là hôm mùng 7 tháng 2 âm lịch đấy ạ. Thế thì con mới về đến đây, thì con bắt đầu con mới vào mùng 7 con vào đến nơi, thì con vào ban chi khách. Thì con gặp được các cô ở bên ban chi khách ấy. Thì con cũng trình bày bệnh tật của cháu. Thì các cô cũng có cho con xin phép cho con là được là tu tập. Để cho cái nghiệp của cháu nó chuyển đi. Thế thì con cũng có về, thì con cũng xin phép ở bên đạo tràng của Trần Thị Thu đấy, ở Minh Phủ Phú Bình, Thái Nguyên. Lúc là con về con mới liên hệ với Thu hả? Không, con gặp, có nghĩa là con gặp là gặp từ hôm mùng 8 đấy ạ, xưa thư phụ ạ. Không thì, nhưng mà con nghĩ là có duyên của con chắc nó đến. Thế thì con mới, mùng 9 con lên con xin phép là cho con vào đạo tràng. Vâng, thì xong cho con xin phép là cho con được trợ duyên cho con tu tập quyển số 8. Vâng, thế nhưng mà xong đó thì là con thấy là gia đình nhà con là nói chung là chuyển nghiệp rất chi là tốt. Gia đình nhà con rất chi là mừng. Thế lúc đấy thì chồng con lúc đấy nó cũng bất tin bất cứ một việc gì rồi. Bởi vì nhà con hết quá nhiều tiền. Đi hết quá nhiều nơi rồi. Vâng, mà hết quá nhiều tiền rồi. Đến nhà chưa làm xong, chồng con mới bảo câu là kể cả anh hết bao nhiêu tiền anh cũng chịu được, nhưng mà anh không muốn để con như thế này. Vâng, thế nếu mà em lấy thuốc thì bây giờ gia đình nhà mình mỗi một chỗ là khoảng 5-60 triệu rồi. Thế thì em liệu có tin tưởng vào thầy thuốc nữa không? Hay là như thế nào? Thì con có động viên với nhà con là thôi thì gia đình nhà mình bây giờ con là chính. Tiền bây giờ cũng ai cũng muốn tiền, thế nhưng mà quan trọng là con. Thế thì xong bắt đầu vợ chồng con mới gặp được đạo tràng, chúng con mới xin tu tập. Gia đình nhà con chuyển nghiệp cũng rất chi là tốt. Đến lúc mà con mới xin bạch bên trưởng đạo tràng ấy, là cho chị xin tu tập tiếp một lần, lần hai, lần ba quyển số 8 đấy. Ba lần. Vâng, thế thì xong bắt đầu là Thu cũng bảo chị ơi, thì đến sắp sửa đến ngày mà tu 108 ngày cho dịch bệnh nó lui đấy. Thế con ngày. Cũng xin phép con tu. Tu tiếp 108 ngày. Xong đến lúc nữa thì đến ngày 3 ngày Lương Hoàng Bảo Sám. Ba ngày sám Lương Hoàng Bảo Sám đấy. Vâng. 3 ngày con... Lương Hoàng Bảo Sám của chùa, rất nhiều người chuyển nghiệp. Vâng, thế con mới thấy vi diệu nhà con là như thế đấy. Lúc đấy gia đình nhà con nhà từ tất cả nội ngoại và anh em chung quanh mới thấy là vi diệu. Vâng, thế thì bắt đầu là con mới đến hôm tối thứ hai. Đêm hôm thứ hai thì đến tầm 1. Đêm thứ hai của ngày Lương Hoàng Bảo Sám hả? Vâng, thế là Trần Thị Thu mới bảo chị ơi, chị ngủ hay thức? Bảo là chị thức. Chị bạch bài bạch cô chủ nhiệm. Chị bạch hướng dẫn về đưa gửi về chùa để cho tu tập, chùa tu tập về bài đấy. Thế là xong đến lúc nó con bạch xong mà đến vi diệu. Đến hết ngày hôm đấy con mới điện cho con trai con. À, con ơi thế con như thế nào? Con trai con có nói câu là mẹ ơi, con cứ như là không phải có bệnh nữa ấy. Xin sư phụ là như thế. Lột xác ấy hả? Vâng. Thế xong bắt đầu con bảo là con mới thấy thì con thấy mừng quá. Thế là con thấy rất người nó khác hẳn đấy hả? Vâng, con thấy người nó khác hẳn đi và không thấy ngương ngáy hết. Không thấy ngương ngáy, nhẹ hẳn đi hả? Con. Mới được ngày ngày thứ hai. Vâng, thế thì bắt đầu là con mới bảo chồng con là anh đưa em về, con đi làm ở Bắc Ninh. Vâng, này con lấy tiền cho cháu chữa bệnh. Hai vợ chồng con thì con mới bảo anh đưa em về xem con thế nào. Thì về thấy con thế thì mừng quá, thì bảo con bảo là thôi con không uống thuốc nữa nhá. Con ngừng lại 10 ngày xem là nó thế nào. Nhưng 10 ngày đó là tự nhiên nó có xeo dần đi ấy. Tự cái vết thương nó cứ xeo vâng, dần. Nó xeo dần. Thế thì xong bắt đầu con mới có đi ra chợ, thì tự nhiên cái duyên của con nó đến với thầy thuốc. Thì con mới gặp được một người, thì người ta nói giới thiệu là cô ơi, cô vào trong đấy cô lấy một mua thuốc Tây ấy, cho con cô uống. Mới lại thuốc bôi thì thấy là nhiều người khỏe lắm. Thế bây giờ cái linh tính của người mẹ mách bảo là mình nên vào đấy xem thế nào. Nếu mà biết đâu được gặp một thầy thuốc thì có khi con mình lại được ổn. Thế thì xong bắt đầu con vào đấy thì
cái tâm của con lại sợ là con trai con nó dị ứng với thuốc tây. Vâng ạ. Trước đây nó bị dị ứng rồi. Vâng, cứ động một hai viên thuốc là nó sưng hết mồm ấy. Hôm đến hôm đấy con bôi một ít vào người nó này. Xong bắt đầu con cho cháu uống một bữa thử. Xong uống tiếp bữa hôm sau không thấy con làm việc gì. Xong bắt đầu con mới bảo thôi thế thì con ở nhà đến 2 ngày để con theo dõi con xem nó có việc gì không. Không đến lúc nữa đây là đến ngày thứ 3 con không việc gì. Thế con mới bạch Phật là con xin Phật gia hộ cho con, thế là gia đình nhà con được phước báo của nương nhờ của Tam Bảo, nương nhờ Tam Bảo, nương nhờ sư phụ và chư tăng đã chúng con được tu tập, được giảm nghiệp như thế này rồi thì gia đình nhà con rất mừng. Bây giờ chồng con mới tin tưởng đấy. Không chồng con cảm giác anh ấy cứ anh không tin vào đâu được nữa rồi. Vâng, thế là quá nhiều chỗ rồi. Gia đình nhà con cả bên nội bên ngoại đều mừng cả. Vâng, mà cả chung quanh hàng xóm anh em là đều thấy vui cho cháu nó được như thế này. Vâng, thế thì con xin tri ân sư phụ là thế là đến lúc nữa thì có một người mấy người đã đến đã cũng hỏi là thế chữa ở đâu mà con được như thế này. Thì con cũng có nói là con về chùa Ba Vàng phải tu tập. Mọi người con nói với con là thế về đấy khoảng hết được bao nhiêu chục triệu. Thế thì con mới cười, con bảo là về đấy thì nói chung là mới về có một lần gọi là vãn cảnh thôi chứ cũng chưa có mất đồng tiền nào cả. Thế thì về đến đấy thì là gia đình cũng chỉ tu tập là có nghĩa là trong khi dịch bệnh gọi là tu tập tại nhà thôi chứ không phải là về chùa mà tu tập hàng ngày đâu mà mất tiền. Thế bảo thế sao mọi người nói là báo mới lại đài nói là ở đấy để tu tập rất chi là nhiều tiền. Có nhà khoảng mất độ vài trăm triệu, có nhà khoảng mất độ vài chục triệu một lần đi. Đến lúc nữa thì con có nói câu là mọi người nghe chưa chắc đã là thật. Đúng rồi. Mọi người nhìn chưa chắc đã là đúng. Đúng rồi. Bởi vì tại sao là muốn mọi người muốn hiểu, muốn biết thì trực tiếp đến tận nơi. Nhưng gia đình chúng tôi và đấy thì chưa mất đồng tiền nào cả. Thì chỉ có tu tập gọi là trực tuyến tại nhà thôi. Gia đình nhà mình được giảm nghiệp được như thế này là do cái phước báu của nhờ nương tựa Tam Bảo và tu tập đấy ạ. Vâng. Quý báo. Thế bây giờ như vậy là cái bệnh của con này cơ bản nó giảm chắc phải được 70-80% rồi hả? Vâng, của con đến khoảng hơn 80%. Hơn 80%. Lưng con nó không còn bị như thế kia nữa hả? Lưng con giờ giảm hơn thế nữa rồi. Thế. Đẹp rồi. Nói chung là đẹp rồi, lành rồi. Ôi trời ơi, chứ trông như kia nó mọc vảy lên đâu sợ. Thế bây giờ Triệu kể cho sư phụ nghe xem cảm xúc của con này. Từ lúc con bị bệnh con thấy như thế nào? Con tên là Nguyễn Văn Triệu. Con sinh năm 2002 ạ. Con ở Ngọc Thành, Ngọc Sơn, Hòa, Bắc Giang. Bệnh của con lúc đấy thì nó lên khiến con rất là khó chịu người ạ. Và cảm thấy ngứa ngáy đến lúc con gãi ra kiểu như nó bong chóc những cái vảy ra nhiều như là dị máu ấy. Vâng. Con lại xót. Vâng, xót. Lại đau, lại xót. Vâng, thì con mẹ con chạy chữa cho con khắp nơi thì cũng không khỏi. Thì con lúc đấy con cũng nghĩ mình buồn chán cái phải chịu cảnh bệnh này mãi hay là sao như nào. Thế là con cũng cứ như thế mãi, kiểu như chán nản không muốn chữa nữa rồi. Tại vì mình nhờ chữa nhiều nơi quá rồi. Thế là như vậy là từ lúc con nó bị đến ấy là 6 năm luôn. Thưa sư phụ là 8 năm đấy ạ. 8 năm. Vâng. Từ 2014 mà. Anh à, từ lúc 14 tuổi mà. Phải vâng. 21 rồi. 21. Vâng. Nhưng mà mới bị dày như này là từ năm 2019 là con bắt đầu bị như này, dày như này. Vâng. Mấy năm trước là con chỉ mấy cái nốt con thôi, con tưởng hắc lào ấy là nốt bình thường luôn. Vâng ạ. Vì bố mẹ con chạy chữa con cảm thấy nó không khỏi. Con cũng chán bảo mẹ con bảo là thôi mẹ không phải chữa con cứ kệ con lúc nào nó đến đâu thì nó đến, con chán lắm rồi. Kiểu như là mình mỗi khi nó ra ngoài không dám ra ngoài, tự ti được. Vâng ạ. Con cứ nhốt mình trong phòng thế mãi. Mà con thế thì con đi học không? Con nghỉ học. Con phải nghỉ học à? Vâng ạ. Đang học con phải nghỉ luôn. Vâng. Nó bị này đâu có đi học được. Vâng. Nó ngứa thế này. Vâng. Quá nhỉ. Đúng là sư phụ nhìn thấy này sư phụ thấy cũng ghê đấy. Vâng, vâng, rồi sau đó thì con biết đến Phật Pháp thì con cứ theo tu tập quyển số 8 như cô bảo ấy. Thì con tu tập tuần 49 tuần đầu tiên thì con cảm thấy nó người nó nhẹ nhõm hẳn đi ạ. Rồi đến những ngày sau thì con lại cảm thấy mình không ngứa ngáy nữa. Những cái vết đấy nó lại không lan ra nhiều như ngoại khi nữa mà nó lại cảm thấy nó nhẹ nhõm hẳn người lên. Rồi mẹ con có điện về là tu tập vào ngày lúc là bảo sám ấy.
Thì hôm đấy thì ngày đầu tiên thì con mẹ con điện bảo đến ngày đêm thứ hai, lúc đêm lúc đấy là con ngứa kinh khủng luôn. Ngứa con gãi, con ấy cào hết chảy như là chảy máu gần như là hết những chỗ đấy luôn. Xong rồi những cái vải trắng kia nó rơi ra, rơi ra đến ngày sáng hôm sau thì tự dưng con lại không thấy, mình không thấy ngứa, không thấy sót gì nữa, mà từ dần dần mấy ngày sau tự nó xe lại xong là dần dần nó lành lại hết nghiện, con lại được uống được thuốc tây. Và con bôi cái đi bôi những cái thuốc mà mẹ con có người giới thiệu ấy, thì nó lại da con lại nó lại lành lại, lành lại bắt đầu mọc da non, và con cảm thấy hết ngứa được giờ được như bây giờ. Tốt lắm rồi, thế là sư phụ chúc mừng cho con nhé. Chúc mừng cho cả nhà. Con chiên sư phụ cùng chiên bảo. Thế thì ở đây sư phụ nói thứ nhất ấy là cái này ấy, các con được biết là Phật pháp rất là nhiệm màu. Vâng ạ. Trước hết là từ mẹ con. Vâng. Mẹ con có lòng tin với Tam Bảo. Vâng. Cho mẹ con khấn Phật đấy, sư phụ đã nói là chư Phật ở khắp mười phương mà, chỗ nào cũng có. Vâng. Nhưng mà mình phải chí thiết chí thành. Nhờ thành tâm mình khấn thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát thì cảm ứng được. Vâng. Chư Phật Bồ Tát các con nhớ thế này này, các ngài ở mười phương. Nhưng mà các ngài cũng không phải là vô duyên. Mà tự nhiên mà là các ngài cảm ứng với mình, phải từ mình. Sư phụ lấy ví dụ nó giống như là cái sóng điện thoại ấy. Vâng ạ. Có nó khắp mọi chỗ nhưng mà cái điện thoại của mình lại hết pin thì mình không thể nào bắt được cái sóng điện thoại ấy. Thế thì mình cũng giống như cái điện thoại ấy, cho mình phải chí thành thì nó mới phát ra được cái sóng ấy, mới cảm ứng được với chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên khi mà mẹ con khấn như vậy, lúc nãy nghe mẹ con kể đấy, mẹ con kể thì là ngay tối hôm ấy mẹ con nghe thấy tiếng nói hả? Vâng ạ. Cô Dung nghe tiếng nói là nói tay là phải đi thỉnh quan gia trái chủ hả? Vâng ạ. Đó. Thế rồi sáng hôm sau là cô gặp luôn được một người gặp Phật tử của chùa. Phật tử ở chùa. Tự họ bảo là về chùa vàng. Vâng ạ. Đấy, thế đúng là cái duyên đấy. Thế thì cái chuyện của con, cái chuyện mà con bị lở loét thế này, nó rất là giống câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là bị một cái mụn ghẻ. Ngài thì một mụn thôi, nhưng con là toàn thân. Mụn ghẻ mặt người nó làm cho đau nhức đến nỗi ngài chết điếng luôn. Ngồi trên cái tòa trầm hương quý của vua ban cho mà ngài bị cái mụn ghẻ mặt người, nó là oan gia trái chủ con ạ. Nó nhập vào, nó biến thành. Đấy, thế thì như vậy ở đây của con nó cũng là một cái dạng oan gia trái chủ, chắc chắn là như vậy. Họ báo oán con, đúng không? Đấy, cho nên là nếu mà mình giải được nó, mình tu tập, mình tăng phước rồi chuyển hóa được cái oán kết với nó thì họ sẽ bỏ đi, họ không hành khổ mình nữa. Còn trước đây mà còn oán kết với người ta, con càng chữa thì nó càng bị. Vâng. Con thấy không? Và lúc chữa thì mình cứ cảm thấy là nó cũng lan nhiều ra. Càng chữa càng không bị mà. Vâng ạ. Cái hồi mà nhà mình còn thỉnh quan gia chủ đấy, cũng có một cô này, cô bị lở loét hết mặt luôn. Vâng ạ. Cô cũng là một cán bộ nhà nước đấy, lở loét hết mặt. Nên cô phải nghỉ việc không dám làm, không dám đi làm. Thế mà sau đó thì khi mà cô tìm được vào chùa mình hồi ý là còn thỉnh con giáo chủ, thì con giáo chủ ra nó mới nói rõ là cô này là kiếp trước ác hại nó. Vợ cả vợ hai đấy. Thế rồi cô ấy làm cho cô vợ hai lúc mà tắm thì cô cho cái lá độc vào, thế là cô này, cô vợ hai cô cũng bị lở loét hết toàn thân, sau đó cô chết. Thế thì giờ cái vong oan giáo chủ nó về, nó bảo nó cũng sẽ cho cô này lở loét từ mặt rồi lở loét toàn thân luôn, không thể cứu được. Đấy, thế sau khi mà thỉnh ra rồi về gia đình bắt đầu tu tập làm phước thì bắt đầu chuyển hóa và cố khỏi con ạ. Đấy nhé, thế thì của con nó cũng là oan gia trái chủ. Đấy, thế thì khi mà mình biết, thực ra thì rất nhiều cái pháp tu nhưng mà không biết đến cái oan gia trái chủ, nó oán kết, nó đi theo, nó bảo oán là có thật. Con hiểu không? Đó, thế thì nhà mình thì biết được cái chuyện đó, con người ta có nghiệp tiền kiếp, có oán kết đi theo. Thế giờ mình biết, kiếp này mình biết người ta báo oán mình, mà mình tu tập, mình sám hối, mình tu tập, mình làm phước cho họ, mình hồi hướng phước báo cho họ, họ được hóa giải cái oán thù của mình, thì là mình sẽ có cơ hội để mình chữa khỏi, con ạ. Thứ nhất là họ không tác động thêm nữa, thì để cho mình điều trị mới được. Chứ còn nếu họ tác động thêm thì là vết thở loét của con nó càng loét ra, càng bôi thuốc càng loét. Còn giờ họ không tác động nữa, thì thuốc có thể có tác dụng tốt. Đấy. Thứ hai nữa là họ không ngăn cản mình tìm được thầy thuốc tốt. Đấy. Có những oan gia chủ nó ngăn cản luôn, nó không cho mình gặp được thầy thuốc tốt, hoặc không được gặp thầy gặp thuốc, mà nó lại cho đi gặp phải những cái thầy thuốc vớ vẩn, càng chữa càng bị nặng. Đấy, nó có những oan gia chủ như thế nhé.
Thế thì hôm nay thì sư phụ rất mừng cho nhà con nha. Thế thì bệnh của con nó vẫn còn một chút nữa thì nó không phải khỏi ngay được, con hiểu không? Đây nó còn là tàn tích của cuộc chiến đấu, giống như trận chiến ấy, nó phải còn tàn tích chứ không thể là hết ngay, tàn dư của nó. Thế thì giờ tiếp tục con uống thuốc tiếp này, thế rồi sinh hoạt điều độ nhé, rồi ăn uống nhiều những các cái chất lành mạnh vào, rau dưa lành mạnh nhé, cho nó mát. Đấy, rồi những cái thuốc về nó bổ gan, nó mát gan nhỉ. Đấy, thế nhưng mà cái rất quan trọng là phải tu tập nữa để cho oan gia chủ nó dứt hẳn, người ta không oán thù với mình nữa. Mình gọi đừng có kêu con ạ, khi mình mới thấy khỏi một chút mình kêu, mình nói ô thế là xong rồi, mình gọi là chủ quan, người ta gọi là chủ quan khinh địch là nó lại quay lại đấy nhé. Đấy, sư phụ nhớ có cái câu chuyện có nhà cái cô chú này, chú bị cái bệnh gan mà đến nỗi khi mà đưa lên bệnh viện Bạch Mai là coi như là chú coi như sắp chết nơi, mà cô vợ chú mới điện cho sư phụ bảo thỉnh sư phụ lên ngay. Lúc sư phụ lên là người chú vàng như củ nghệ luôn à, mà người ta gọi là cái nồng độ gan nó lên biết là mấy trăm ấy, cái men gan nó lên là mấy trăm rồi. Nghĩa là bác sĩ thôi bảo cái này thì không thể, rất là khó. Thế mà sau khi sư phụ lên, sư phụ bạch thỉnh oan gia chủ ngay tại bệnh viện luôn cho chú thỉnh xong, cái một lúc sau là tự nhiên cái men gan nó xuống luôn đấy. Thế ông sư phụ bảo cô vợ về nhà tu tập làm lập đàn làm lễ nữa, tu tập ngay. Thế sau đó là chú hỏi an toàn luôn, hỏi xong ra viện rồi thì tức là cô mừng lắm, nhưng mà sư phụ bảo là nó chưa hết hẳn đâu nhé, oan gia chủ chưa phải là cô mới tu một đợt thế mà nó đã hết ngay đâu, cho nên phải tiếp tục tu chứ bây giờ cô đi kể cô khoe hết tất cả là cô khỏe hết rồi là không được. Đấy, thế thì tức là chủ quan. Thế quả nhiên con ạ, mấy ngày sau thì chú lại bị lại. Chú lại bị lại. Thế là sư phụ bảo đấy nhất là sư phụ đã nhắc rồi, không được chủ quan, nghe chưa? Giống như cái giặc cái người ta thù mình, kẻ thù mình ấy, phải không? Vừa mới hòa giải xong cái mình đã kêu mạn rồi, mình đã lên mặt rồi, hiểu không? Bảo đấy, thế nọ thế kia. Nó lại tức còn lại quay lại chứ gì đâu. Nhé. Thế thì ở đây các con thấy luôn luôn mình phải khiêm tốn, mình tu tập, nghe không? Vẫn phải tiếp tục chân thành tu tập, sám hối nhé, lễ Phật sám hối tụng kinh tu tập và làm phước, con nghe chưa? Thì nó mới dứt hẳn được. Người ta thật sự là thấy mình có tâm tu thật, chứ không phải mình gọi là cứ bệnh đỡ một cái là coi như là xem thường người ta luôn. Không được đâu, nó y như người đời mình này, hiểu không? Người ta gọi là mình chưa qua sông mình đã rút ván ấy, nên là người ta sẽ ghét mình, người ta lại báo oán mình tiếp nhé. Thế cho nên các con phải nhớ cho sư phụ. Trước hết là chúc mừng cho con, cho gia đình cô Dung với Triệu nhé. Nhưng nhà vẫn phải tiếp tục tu tập thêm nhé. Tinh tấn, cả nhà cùng phát nguyện cùng tu. Đấy. Nếu cái này ở đây sư phụ nói con không chữa được, cứ thế này nó nhiễm trùng là con chết đấy. Nó sẽ nhiễm trùng toàn thân. Con hiểu mẹ đầu mẹ con còn sợ con nhiễm trùng muốn đi xét nghiệm các thứ. Đúng rồi, không cái vết này thì nó sẽ nhiễm trùng toàn thân luôn. Con hiểu không nào? Toàn thân con bị thế này thì nó sẽ nhiễm trùng chứ gì, nó hở thành vết thương hở loét thế này. Các loại vi khuẩn ác nó sẽ xâm nhập rất dễ thôi, phải không? Thế thì con sẽ bị nhiễm trùng toàn thân mà dẫn đến tử vong là rất là dễ, nghe không? Nhớ thế thì con về con phải tạ ơn Phật nhé, và phát nguyện chân thật tu tập đi nhờ. Sám hối tu tập làm các việc phước việc thiện, và nguyện từ nay là không bao giờ nghĩ ác làm điều ác nhờ. Đấy, con bị một phen như này rồi con biết nhân quả nó sợ thế nào, nghe không? Đấy, nhân quả đấy con ạ. Kiếp trước mình đã tạo nhân bất thiện đấy nhé. Mình nghĩ việc ác, mình nói lời ác, hoặc là mình làm việc ác với ai đó, con hiểu không? Mà nó quả báo lên thế này, sợ thế. Con nhìn thấy chính thân con còn khiếp vía. Vâng, con giờ con nhìn lại con cũng sợ. Con còn không dám nhìn vào đấy luôn. Trên trong mặt mũi đẹp trai thế này, nó mà lành lặn hết trứng cá nó đẹp trai lắm đấy. Đấy nhá, thế thì sư phụ rất là mừng cho con, nghe không? Nhớ lời Phật dạy của tu, chịu khó nghe Pháp nữa nhé. Con nghe Pháp sư phụ giảng cũng được tiêu nghiệp đấy, nghe không? Tiêu nghiệp và tăng phước nha. Bây giờ cả nhà tin Phật rồi thì vâng ạ, con xin tu. Chuyên sư phụ và chuyên cho tăng và chuyên cô chủ nhiệm và con xin chuyên đến trường đạo tràng Minh Phủ Vũ Bình và tất cả đạo hữu của trong đạo tràng Minh Phủ Vũ Bình. Gia đình nhà con là được nhân duyên là được tu tập, con trai con được chuyển hóa như thế này thì gia đình nhà con rất chi là mừng. Từ ông bà nội con là năm nay cũng 83 tuổi rồi, và mẹ đẻ con cũng gần 70 rồi. Mà các em các cậu nó thấy cháu nó được như này, anh em gia đình Triệu là con giai trưởng luôn hả?
Vâng ạ. Thế thì thấy được như này gia đình nhà con rất chi là mừng. Và cũng tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu. Cho nên là con được như thế này cũng nhờ là Tam Bảo và sư phụ và chư tăng và cô chủ nhiệm đã dẫn dắt chúng con tu tập để được chuyển hóa được như thế này. Thì con xin cảm ơn ạ. Con biết nhé, để dụ vâng. Này, cái sức của nghiệp, nghiệp Đức Phật nói là nó vô hình. Con nhớ này, cái nghiệp nó còn làm ra thân mình được cơ mà. Cái thân mình là do nghiệp nó tạo thành. Nó nặn ra tai, ra mắt, ra mũi, ra chân, ra tay của con được. Thì làm sao nó không nặn ra được mấy cái con vẩy nến này. Con hiểu không? Nó nặn ra được hết đấy. Nghiệp đấy. Con thấy nghiệp nó vô hình nhưng mà nó làm ra được tất. Nó làm nó đẩy ra hết. Con hiểu không? Thế thì bây giờ nếu chuyển được cái nghiệp này thì cái này nó sẽ lặn đi. Nó sẽ lặn đi, nó sẽ hết thôi. Nhá. Nó nghiệp nó vô hình nhưng nó ở, nó tác động vào xương, vào thịt mình luôn. Đó. Nghiệp nó ở tâm. Nhưng mà từ tâm nó lại biến ra được những cái này. Đấy, cho nên phải mình phải thanh lọc từ trong tâm mình, phải từ tâm mình thiện tâm, thanh tịnh tâm, con ạ, nhé. Đấy, thì hôm nay các con về đây là cả cái oan gia chủ của con nó cũng về đây đấy, nó cũng nghe sư phụ nói, nó oán kết nên thì bây giờ phải hóa giải nhé, phải gắng tu và chân thành sám hối phát nguyện làm những việc thiện, con nhá. Tu tập làm việc phước thiện, tin Phật, con là cũng nhờ mẹ con đấy. Một lòng tin Phật mà bạch Phật đấy, cho nên là cảm ứng các ngài mới chỉ cho, mách cho, nghe không? Cũng giống như trong kinh Địa Tạng ấy, nghe không? Đấy, cô con gái cô thành tâm cô khấn ngài Định Tự Đại Vương Như Lai đấy, con hiểu không? Cho nên là ngài cũng báo cho, ngài mách cho, đấy. Chí thành, nha. Thứ hai giờ đã biết được đến Tam Bảo rồi, mình một lòng đương tựa Tam Bảo, nghe không? Chư Phật, chư Pháp và chư Tăng, nghe không? Đại tăng và những thiện hữu trí thức như cô chủ nhiệm là thiện hữu trí thức rất là tốt, nghe không? Thế rồi theo đạo tràng nha, lấy công đức lục hòa của đạo tràng. Con xin vào đạo tràng được từ là hôm 19 tháng mùng 9 tháng 2 đấy ạ. Vâng, thế thì con tốt. Là con đã được làm Phật, được vào Phật tử chính thức đấy ạ. Rồi, thế tốt đấy nhé, con phải bám chính thức luôn. Cái công đức lục hòa của đạo tràng rất là lớn. Người nào biết thời này này, cái thời mạt pháp này mà biết tu tập lục hòa, công đức rất lớn nhé. Vâng. Thế sư phụ rất là chúc mừng gia đình nhà con. Vâng, con sư phụ là gia đình nhà con có 9 người là đều vào đạo tràng hết rồi. Tốt. Vâng. Làm sao để cho nó bệnh nó lành lặn hẳn đi nhé, trứng cá trứng kia cũng hết đi nha. Vâng. Rồi ăn ngủ cho có giờ giấc điều độ nhé. Thế rồi ở nhà con chăm lễ Phật rồi làm việc phụ giúp với mẹ nữa, các công các việc nha. Đó. Rồi, nó vẫn còn một chút những cái vết ở này thì con vẫn phải giữ vệ sinh nhé. Thế rồi ăn nhiều cái thứ mát mẻ lên cho sư phụ nha, tu tập nhé, bớt ăn những cái chất mà nó kích thích ấy nhé, những chất cay nóng kích thích con bớt đi, hiểu không? Đấy, sẽ tốt nhé. Đây là Phật gọi là chư thiên hộ pháp mà dẫn dắt cho đấy, gặp được thuốc, gặp được thầy mà chính là con tu tập. Sư phụ nghe cái 3 ngày tu pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa mình rất nhiều người chuyển nghiệp luôn. Vâng. Trong có 3 ngày tu mà nhiều người chuyển nghiệp lắm. Có những người chuyển nghiệp gọi là cách kỳ diệu luôn đấy, trong 3 ngày đấy. Thế nên con cũng là một trong trường hợp ấy đấy. Sư phụ bây giờ chúc cho gia đình con nhé, tinh tấn này, tin sâu Tam Bảo để tu tập nhé, để được cái phước lành, được chuyển hóa những cái ác nghiệp của mình nhé. Thế và cũng chúc cho đạo tràng của chỗ Thu nhé, đạo tràng anh em sống hòa hợp đoàn kết nhé, giúp đỡ nhau cùng tu tập, nghe không? Để làm sao con phát triển đạo tràng tốt nha. Để anh em nào vào đạo tràng cũng được tu tập, được tăng phước, được tiêu nghiệp nhé. Vui chúc tất cả được tốt đẹp.